Rồi chào anh em nha. Hôm nay chủ nhật anh em ha. Ngày mai là thứ hai, mình sẽ chuẩn bị ship thuốc và cựa não cho anh em. Thì bữa nay mình cũng đưa lên cái cựa của mình ha. Và anh em nào có theo clip mình á thì anh em có biết là cái cựa bên mình là gọng cựa toàn là cựa mang cá không? Và anh em làm gọng lai, mình sẽ cũng có gọng lai cho anh em hết. Đây cái gọng cựa mình nó dày nè, không có thời gian là quay ban ngày quay ban đêm cho anh em ha. Đó, tốt lành ra ban ngày đó già anh em ơi. Đó, anh em thấy cái gọng cựa của mình ha. Thì được cái là thép của mình, lô thép này là mình rất là cứng nha anh em, tuyệt vời cứng luôn. Thì là cũng như có lâu lâu với có chặt có lỗi, hồi đó cũng có thời gian mình bị một lô hàng bị thép mềm, thép đó là thép dùng cho làm máy, mình cũng đền lên cho anh em lấm cho anh. Thì nói chung mình làm mình có đổi hết nha anh em, cửa rất là nhẹ luôn, rất nhẹ. Cửa mang cá này là mình cái nào mình cũng ép hăng nhẹ hết cho anh em nha, cái nào cũng ép hết trên á, chứ hồi bữa giờ mà anh em cần cái nào mình làm cái đó. Cái đế cũng rất dễ trồng, đế đặt vô là ngay ngón chân liền. Mình đưa mấy cái cửa của mình lên cho anh em xem, rất là thông anh em. Và cửa mình đâm đầu là khỏi sửa, đâm đầu là dính luôn, đặc biệt cửa mang cá mình đâm đầu là dính luôn. Đây mình ép thăng nhẹ cho anh em hết nè, anh em thấy không? Đó, anh em nhìn ha. Nó lúc nào cũng lê lê như này, chứ nó không có cong như của mấy cựa lò khác nè. Cựa này cựa mình của mình là làm tay nha anh em. Mình để cái bàn tay vậy bởi vì tại mình lấy cái nét cho nó nha anh em. Chứ anh em nhìn anh em không có cong, anh em nói cho để bàn tay. Tại mình để cái bàn tay với mình lấy nét cái điện thoại á. Mình có cái loại cựa này nữa. Cựa này đâm vô là mình khỏi sửa. Nó dính cái mình dính đầu là khỏi sửa luôn, dính trúng cái đầu cái khỏi sửa. Đây là cựa nù. Đây nù nha anh em, 2 ly. Đó, nù. Thì anh em nhìn nè, đó. Mình làm cái nồi cho anh em mà nó hơi dẹp nha anh em thấy không? Đó. Mấy cửa nồi đâm một cái một rồi gió vô lòng gì liền anh em. Đâm trúng đầu là ngã đó. Cả anh em chơi, anh em thích chơi cái loại mà không kim. Không kim anh em ra đâm ngoài siêu cái đòn gà anh em đây mày nó hãy cái bây giờ gà tre mà đá cái đòn cái cửa nào không dính. Cửa này 40 nha. 40 nầu. 40 nầu này giờ mà đá cái lực của con gà 1 ký 1 ký 2 mà nó đá cái bo bây giờ anh em tính đi. Nó tống một cây cửa một là gió vô liền. Chứ mình không có chơi cửa mà cái nó không thông như của anh em nói nha. Thì cái cửa của mình á nó cũng rất là thông rồi chứ không phải là nó không thông. Và cái kiểu của mình làm là không phải nó phải như vậy chứ không phải là nó thông nhỏ xíu luôn như anh em nói. Tại sao? Tại vì cái cửa của mình á, cái đặc biệt cái thế của mình, thế mang cá mình không có làm thông kim quá, không kim mình chỉ là 2 ly, mình xuống còn 1 ly 8, ly 7 thôi là hết rồi. Còn cái này là nguyên cây 2 ly luôn, 2 ly hết, ép hăng nhẹ. Thì anh em tính đi, cái cây kim và cây đinh nó chích vô cái nào phơi hơn anh em biết rồi. Anh em hay là đây là hép nguyên cây 2 ly nè, 40.
Dạ cái độ dốc của nó mà cây cửa này mà đâm vô đầu ngàn cái gò xong luôn, đâm vô đầu vô cằn là xong. Dạ nó đâm chỗ nào mà thấy cũng phê gà cho anh em, đâm mình đâm gì đó. Chứ cả nó bổ một chân một à. 40 này đó gà kỹ với ký 2, ký 1 mấy chục. Tại vì làm cửa nù nè mà đá cái lực cho nó tới nha. Để anh em nhìn cái loại cửa của mình làm cửa lai thông cho anh em nha. Anh em muốn làm cửa online mình vẫn làm online cho anh em. Về cửa điểu, cửa mang cá, cửa điểu là cửa không có chim tàn nha anh em. Cái gọng mình về nè. Đã anh em nhiều anh em á coi trên đây cái gọng mình về. Cái gọng cửa mang cá mình đã trên mạng mình đợi cho anh em xem thấy rõ hết rồi. Mà anh em mua anh em nhắn tin vô Zalo, kết bạn Zalo mình á, kia chụp hình coi mẫu. Thì mình không có nói gì cho anh, nói chung mình không có trả lời. Thì đã câu trên đây rồi thì cái cửa nó giống như vậy rồi, anh em kia chụp Zalo, mình chụp Zalo mà anh em làm được cái gì giờ. Nó chụp Zalo cái cửa nó có giống hệt vậy nè, anh em kia chụp Zalo. Nói chung mình làm thì anh em hít ưng ý. Anh em muốn hít cái nào, cửa nào đó anh em đặt bên mình làm. Ha. Đây là cửa 2 ly, còn xuống 1 ly, cái đầu xuống chỗ này nè, còn ly 8 nha, ly 8 vuốt cái thằng vô nhẹ cái còn tới sẽ là ly 7, ly 8 rồi nó 2 ly, ép thằng nhẹ từ sống hết, sống ép thằng nhẹ nhưng mà cái đầu vẫn tròn nha anh em, vẫn chưa được nha, cửa mình nó rất là nhẹ, mà cứng thì khỏi bàn luôn, cái lô hép này nó rất là cứng, cực kỳ cứng luôn. Cái hép mà làm máy thì lúc nào cái hép hay mềm, còn mình là làm bằng tay. Thì làm nói chung cái cửa này làm như lâu lâu bị 2-3 cây là hai. Nhưng mà làm được 4 cửa phải bỏ 2-3 cây á. Nó gãy này mà cứng quá cứng á. Mình dặn bố nó gãy, tét cửa liền. Mình hít như vậy đó, vậy đó cái cửa mới đúng là cửa cứng. Còn cái cửa mà dặn nhẹ nó cong nhẹ lên rồi là thấy không phải. Cửa dẻo mềm, nó dễ bị tà lắm, quéo mũi nhiều. Đây mang cá tâm vô chỗ nào cũng phơi hết nha anh em. Đó. Anh em nhìn đi cửa của mình nè, che 250 nội 350, mình chỉ một loại thôi nha, và loại này và loại mang cá, loại lai thông và cửa điểu nha anh em, điểu là cửa không chim tàn á đó. Đây là loại không dụng 250, đặt vô là ngay ngón giò dễ trồng, cực kỳ dễ nha nè. Dễ dắt ra nhẹ mà nó cứng, cực kỳ cứng luôn. Rồi anh em thắc mắc rồi, làm không kim còn ly 6, ly gử, nó không làm. Tại cái cửa của mình là cần cái độ móc, độ cong và đặc biệt là nó phải bự như vậy. Nó mới phá gió, lòng gió mới vô. Và cái cửa mình chỉ cần dính một cái vô, trúng một cái là anh em thấy con gà kia nó suy sụp lẹ liền. Rất là tốc độ. Đây cửa gà nồi 2 ly 8, thì mình làm cái khúc đầu này nè, khúc đầu xuống đây là còn có 2 ly 6 à. Còn nguyên cây này mình ép thằng nhẹ hết nha anh em, mình ép nhẹ hết thì nói chung mình không có làm thông mà cỡ thông kim như anh em nói được. Tại vì cái cửa của mình nó cái thế nó dày, nó không phải cái cửa thôi, cái loại lai mà cũng như em chơi gà lai gì đó. Thì cửa của mình á, đặc biệt là lai việc gì đá cũng được hết, không có kiêng cử gà hết nha anh em. Đây cửa mang cá này nó không giống ai không, nó cong kiểu bình nguyệt á. Cái mang cá là sao, mang cá này anh em nhìn nè, đó này che mang cá không? Đó bịch hai đầu lại đó, rồi cái cong vậy nè. Nó không có như cong như cái kiểu của người ta. Cái cửa mình đặc biệt là bằng tay. Anh em có đặt cửa bên mình á, anh em cũng chậm trễ như 1-2 ngày á, là 3-4 ngày sau mới tới anh em, tại mình làm bằng tay cái này chứ không có làm bằng máy nha, không có lệ được nha. Mình không có làm sẵn, anh em đặt thì mình làm. Đợt thép này nó cứng lắm nha anh em, cực kỳ tốt luôn. Nồi 350, che 250 ha. Anh em có nghịch đồng thì cũng nhắn mình nghịch đồng cho anh em, mà đâu có tính tiền, không có tính tiền anh em. Thì anh em mà nịch đồng á thì cũng tùy anh em nhẹ nặng cái cửa gì đó, anh em hít anh em làm, mình không tính tiền thêm. Chứ cửa khác, cái lò khác là tính tiền anh em á. Đó, anh em nhìn cái cửa ra nồi nè.
cái đầu còng anh em thấy ha. Đó, cái đầu còng của nó anh em thấy nét không đó. Thì anh em hết, anh em hết ưng ý á, muốn chơi cái loại cựa bên mình á, loại băng cá cũng nhắc nhiều anh em giới thiệu cho những anh em khác thì mình cũng rất là mừng. Tại sao tại cựa mình nó rất tốt, nó xài người ta rất ok, người ta mới đặt giới thiệu thêm đó. Đâm phá gì từ ngoài vô trong hơn anh em, cựa mình đặc biệt đó từ ngoài vô trong hết nha, mà miễn đâm trúng là con gà kia nó xuống liền. Anh em chơi anh em thử biết, anh em thử rồi anh em biết rồi đó, cựa mình đâm rất là mau lẹ. Đó, anh em coi kiểu của mình đi. Rồi anh em tối ngày anh em kêu chụp Zalo, anh em mua hàng á, anh em kêu được chụp coi mà Zalo coi mẫu mình biết là mẫu gì nữa. Thì cái cửa anh em đó mình làm clip rất là nhiều về cái clip cửa này. Thì anh em lên cửa, lên clip anh em coi thì cái giọng cửa đơn giản nó như vậy nè, có gì đâu. Đó. Mà anh em kêu chụp hình coi mẫu, mình biết mẫu gì luôn. Đấy mài hết nha nè. Rất là dễ chậm nghe, đặt vô là ngay con giò liền. Lai việc gì đó đá đều tốt hết nha anh em. Nồi 350 mình chỉ có hai loại thôi, 350 về 250. Còn nhiều anh em hỏi mình có loại mắc hơn không, mình không biết mắc làm sao luôn. Không lẽ mình nói cửa 500, 600 anh em cũng lấy nữa. Mình không có bán vậy. 350 về 250, 350 là gà nồi nha, 250 gà tre. Rồi mình cũng tới cái clip tới đây thôi anh em ha. Rồi mình còn ship giấy sau ship số cho anh em. Tại vì ngày mai là thứ hai đầu tuần mình đi giao nghe anh em, đi gửi hàng bưu điện rồi. Rồi mình chào anh em nha.